Mới đây, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã khai mạc Hội chợ Công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2024. Hội chợ thu hút hơn 250 gian hàng của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước và quốc tế như Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia tham gia. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp tập đoàn lớn như công ty NC Network Việt Nam, tập đoàn NC Network Nhật Bản, công ty trách nhiệm hữu hạn MITUTOYO Việt Nam, công ty cổ phần tập đoàn CNC Tech, công ty cổ phần phần mềm DigiWin Việt Nam, v.v. Với các sản phẩm trưng bày giới thiệu tại hội chợ đều là các sản phẩm có chất lượng, tính cạnh tranh cao, nằm trong các ngành lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ then chốt như linh kiện phụ tùng, công nghiệp hỗ trợ phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, hội chợ còn có sự tham gia của gần 40 đơn vị mua hàng đến từ trong và ngoài nước theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Theo Sở Công Thương Hà Nội, định hướng phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 là đưa Hà Nội trở thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, công nghiệp xanh. Thành phố Hà Nội đã phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2020-2025. Do vậy, Hà Nội mong muốn qua hội chợ này, các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ có thêm cơ hội để đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu thương hiệu sản phẩm, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, xuất khẩu, phát huy năng lực, thế mạnh để kết nối tham gia chuỗi liên kết, cung ứng trong vùng kinh tế thủ đô, đặc biệt tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam, trong khu vực và thế giới.